Xin chào tất cả các bạn đã quay lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ làm một clip mở hộp gói lì xì đến từ shop Rubik BMT nhé. Ok, thì lời nói đầu tiên cho mình xin gửi lời cảm ơn đến shop Rubik BMT vì đã gửi cho mình một gói hàng lì xì rất là xịn sò như thế này. Ok. Và lời nói thứ hai thì cho mình xin chúc Tết tất cả mọi người, tất cả các bạn đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua nhé. Mặc dù là hết Tết rồi. Ok. Giờ mình sẽ mở gói hàng này ra nhé. Cứ tưởng là dao cùi. Coi nè các bạn, cái dao của mình nó xét hết rồi, nhưng mà vẫn mở được nha. Ok. Đó. Thì sản phẩm đầu tiên của mình là cái gói cái túi Rubik BMT, Rubik BMT Store chứ. Này là phiên bản Giáng sinh nè. Như trong có gì nữa? Có đế nữa. Đế mà sao lá đẹp nè các bạn. Khăn nữa nè. Đây là cái card visit. Ok. Đây là cái túi phiên bản Giáng sinh. Và cái túi thứ hai là phiên bản lì xì nè, phiên bản Tết nè. Đẹp không các bạn? Màu vàng rất là đẹp. Đỏ vàng. Có cái hình lì xì nữa nè. Hai cái tiền. Còn cái này cái đông Noel, túi quà với bông tuyết, với nón Noel nè. Ok. Tiếp theo là cái spinner màu đen. Để mình mở ra xem thử nhé. Xịn luôn. Này mình có thể lấy ra mình chơi giải trí cũng được. Hoặc là mình ngứa tay mình xay gì nè. Đó. Ok, thì gói hàng chỉ có như đây thôi. Rồi, ok. Để mình tổng hợp lại coi mình có cái gì nè. Một cái khăn chùa Rubik, mình có thể lấy để chùa mắt kiến được nè. Với lại một cái đế, một cái đế đế đựng Rubik, một cái con spinner Rubik biến thể spinner, một cái túi Giáng sinh, một cái túi lì xì. Ok, phiên bản Tết đó. Quá trời đồ luôn nè. Ok, video chắc mình sẽ tới đây thôi nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nha. Khoan, đợi đã anh không? Em còn chưa có mặt cho cái video lần này mà. Thì xin chào các bạn, mình là Ngấu Nâu. Thì mình vừa mới nghĩ ra một cái công dụng mới của cái túi này nữa. Thì cái túi phiên bản Tết này nè. Nhìn rất là giống túi lì xì giống luôn nha các bạn. Thì mình có thể bỏ tiền vô đây nè. Xong rồi mình đem đi lì xì mọi người. Đó. Mua túi này có thể đi lì xì mọi người nữa đó. Thấy hay không? Còn cái túi màu xanh lá này nè. Thì canh tới dịp Giáng sinh á thì mình mua quà nhét vô xong tặng người yêu cái thứ cái kiểu. Nhưng mình đâu có người yêu. Thôi không sao. Thì nói chung là hai cái túi này có công dụng, có nhiều công dụng lắm các bạn. Hãy tận dụng nó nha. Ok, bye bye và tạm biệt các bạn trong hẹn các bạn trong những video lần sau nha.